Thì thấy là sau khi nghi thức chào cờ xong và bản nhạc đã khép lại thì đó là sự rộn ràng và hồi hộp cũng như là háo hức của hàng triệu con tim, và đặc biệt là những quý vị khán giả đang hiện diện trên khán đài trên sân vận động xã Ba Điểm trong trận bán kết 1 của chiều ngày hôm nay. Và xin mời quý vị chúng ta cùng đến với trận bán kết 1 trong khuôn khổ mùa giải lần thứ 13, giải bóng đá thanh niên làng nghề đồ gỗ Vạn Điểm năm 2023 giữa hai đội tuyển xóm Đông và xóm Ba. Vâng, và để tiện quý vị và các bạn theo dõi đội hình xuất phát của hai đội tuyển hai xóm, chúng tôi xin giới thiệu đội hình xuất phát của hai xóm như sau. Đây là đội hình xuất phát của đương kim vô địch xóm Đông: số 21 thủ môn Nguyễn Hùng, số 17 Nguyễn Quang, số 88 Khang Nguyện, số 2 Nguyễn Trường, số 3 Vinh Nghệ An, số 5 Cường Tía, số 97 Nguyễn Kỳ, số 9 Anh Tiến, số 6 Ngô Trình, số 23 Ngô Toản và số 7 đội trưởng Thành Công. Và đây là đội hình xuất phát của số 3 trong trang phục áo da cam và quần đen: số 25 thủ môn Minh Chiến, số 17 Quang Ngô hậu vệ, số 3 hậu vệ Kỳ Quý, số 80 hậu vệ Thành Hào, số 18 hậu vệ Tuấn Hiếp, số 7 Phúc Khánh tiền vệ, số 9 tiền vệ mang băng đội trưởng Văn Bách, số 29 trung vệ Hoàng Sơn, số 28 tiền đạo Minh Long, số 11 tiền đạo Đoàn Anh và số 10 tiền đạo Pháp Pita. Và như vậy là tiếng còi khai cuộc của trận bán kết được bắt đầu. Vâng, và chắc chắn trận đấu ngày hôm nay sẽ là một trận đấu mang cho chúng ta rất nhiều điều thú vị, đặc biệt là
chúng ta có thể thấy là một thú vị đối với đội trưởng Thành Công, khi mà trong trận đấu ngày hôm nay đó là một cuộc đối đầu rất thú vị giữa xóm Đông và xóm Ba, là hai đội bóng mà anh dành rất nhiều những tình cảm cho những năm qua. Và trong trận đấu của mùa giải năm nay, không biết rằng Thành Công đang nghĩ gì khi mà có lẽ nếu như anh ghi bàn thì anh sẽ dành tình cảm như thế nào, và anh có ăn mừng bàn thắng hay không khi mà anh ghi bàn vào lưới của đội bóng cũ. Vâng, đó là những thú vị trong trận bán kết ngày hôm nay, và chúng ta sẽ chờ xem tất cả còn đó những cầu thủ rất chất lượng của cả hai bên. Chúng ta có thể thấy là ngay sau khi tiếng còi khai cuộc thì thời tiết có vẻ như dễ chịu hơn rất nhiều. Con này em sao chỉnh được? Đóng đâu? Ở vòng loại thì hai đội đã tạo nên khá nhiều những bất ngờ và ấn tượng, và cả hai đội đang rất xứng đáng ở trong trận bán kết này. Và chúng ta thể thấy là vào tới trận bán kết của mùa giải thì có lẽ là cơ hội được chia đều cho cả hai bên, và chúng ta sẽ đánh giá hai đội có thể nói là cơ hội sẽ là ngang nhau. Và như vậy là sẽ có một tình huống phạt góc đầu tiên cho xóm Ba. Theo dõi tất cả những trận đấu ở vòng loại thì chúng ta có thể thấy là xóm Ba khá bản lĩnh khi mà vượt qua đối thủ ở những tình thế khó buộc sẽ phải thắng, cũng như là những màn lội ngược dòng có thể nói là rất ấn tượng để có mặt trong trận bán kết. Đánh đâu? Ngô Toàn, Kỳ Quý. Chúng ta thể thấy là những pha phá bóng rất chất lượng và bình tĩnh, cũng như là tự tin của lão tướng Kỳ Quý. Để lại ấn tượng ở vòng loại đó là hai trận thắng và một trận hòa. Các nhà đương kim vô địch lúc này đang rất khí thế và một tâm lý khá thoải mái khi mà đối đầu với xóm Ba. Một cuộc đối đầu khá thú vị trong trận bán kết ngày hôm nay. Thì do màu thì ra biết làm nào. Một thế trận vẫn đang diễn ra khá chậm rãi. Đối với cả hai bên, có lẽ họ vẫn chưa thực sự dám mạo hiểm, bởi vì đây là trận bán kết, trận đấu loại trực tiếp, và chúng ta sẽ không thể có những sai lầm. Chúng ta có thể thấy là cầu thủ đang thi đấu rất chặt chẽ và khá tự tin. Đây là pha đi bóng của Đoàn Anh. Không được. Lập tức thì lão tướng Trương Chỉ đã có mặt rất kịp thời để phá bóng ngay trong chân của tiền đạo Đoàn Anh. Đoàn Anh vẫn còn rất bình tĩnh. Đó là pha xử lý bọc của Nguyễn Kỳ. Tuy nhiên thì trọng tài đã xác định bóng đi hết đường biên dọc và quyền đá biên thuộc về cầu thủ xóm Ba. Trọng tài đã xác định có lỗi của Hồng Sơn. Ở trên này nhìn đẹp không? Trên này nhìn đẹp. Đây là Khang Muộn, một cầu thủ có hình dáng cũng như là lối chơi của Phét Đinh Lăng.
Thành Hảo, Nguyễn Kỳ, Việt Vy rồi. Chúng ta thì thấy là Ngô Toàn, tất cả ở những trận đấu vòng loại có khá nhiều những tình huống Việt Vy. Tuy nhiên thì đó cũng là một cái nét riêng, một cách riêng của cá nhân Ngô Toàn khi thu hút hàng hậu vệ, cũng như đó cũng như là cách chơi và chiến thuật của xóm Đông Trăng. Chúng ta không chỉ thấy các cổ động viên yêu mến xóm của mình dành những lời động viên khích lệ về mặt tinh thần, mà họ còn động viên những món quà rất có giá trị cho xóm của mình. Chúng ta thì thấy là doanh nghiệp đồ gỗ chuyên đồ thờ Đạt Thu cũng dành cho mỗi một bàn thắng trị giá 500.000 đồng cho xóm Đông. Và chính cầu thủ Nguyễn Kỳ cũng như là Ngô Toàn cũng dành 500.000 đồng cho mỗi bàn thắng mà chính họ được ghi. Có lẽ là đó là những điều rất thú vị họ sẽ tự thưởng cho mình. Và đặc biệt là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng nếu như xóm Đông giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay của lão tướng cầu thủ Trương Chỉ. Vâng, như vậy đó là tình huống Việt Vy thứ hai của tiền đạo xóm Đông. Chúng ta có thể thấy là trong những phút vừa qua thì một thế trận có thể nói là một thế trận giằng co của cả hai bên. Họ đang thi đấu khá chậm rãi và đang có thể nói là đang tìm hiểu cách chơi đối thủ của mình. Thành Hào, Tuấn Hiệp, lỗi rồi. Vậy như vậy là Nguyễn Kỳ đã phạm lỗi với Tuấn Hiệp. Vâng, như vậy là chúng tôi liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại để ủng hộ cho xóm của mình. Vâng, như vậy là nếu như xóm Đông mà giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì công ty đồ gỗ Nhiệt Đới sẽ ủng hộ 5 triệu đồng. Có thể nói là một món quà rất có giá trị đến từ công ty đồ gỗ Nhiệt Đới. Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy là xóm Đông nếu như giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì họ sẽ gặt hái được rất nhiều những thành công. Có thể nói một cách khác là sẽ bội thu trong trận đấu ngày hôm nay, khi tiếp tục là một món quà rất có giá trị của anh Trường, công ty đồ gỗ Nhiệt Đới sẽ ủng hộ 5 triệu đồng nếu như xóm Đông giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn bắt được cân nha.
thành công. Văn Bách, đó là một cú sút đầu tiên của xóm Đông, xin lỗi của xóm Ba. Và như vậy là chúng ta thấy đội đình trưởng Văn Bách có một cú sút khá uy lực. Đó là một cú sút đầu tiên của xóm Đông. Những phút vừa qua thì chúng ta có thể thấy là đã xuất hiện những cú sút, đã xuất hiện những cơ hội đến từ cả hai bên. Một tình huống ném biên cho xóm Đông. Chúng ta có thể thấy là các cầu thủ đang chơi rất áp sát. Một thế trận khá chậm rãi và những tình huống áp sát đã tạo nên một thế trận có thể nói là rất chặt chẽ, dường như không có những sơ hở, không có những khe hở để cho tiền đạo đối phương có thể tìm khe hở để tạo nên những cú sút về phía khung thành. Nguyễn Kỳ, Đoàn Anh, vẫn là Đoàn Anh. Đó là một pha chọc kè. Rất tiếc là Papita đã rơi vào thế việt vị. Vâng, tuy nhiên thì chúng ta có thể dành những lời khen ngợi cho số 11 Đoàn Anh vừa rồi đã có một tình huống chọc kè rất thông minh cho Papita. Dường như là một pha chọc kè loại hoàn toàn dàn hậu vệ của xóm Đông trong tình huống vừa rồi. Nếu như chậm hơn một chút và tỉnh táo tàu hơn một chút thì có thể Papita đã không bị việt vị. Cơ hội. Không được. Đó là một tình huống đá nhanh. Chúng ta có thể thấy là hai đội đang có những tình huống ăn miếng trả miếng nhau. Khi mà Papita rơi vào thế việt vị thì lập tức xóm Đông đã có câu trả lời bằng một pha phản công nhanh. Minh Chiến, Trương Chí, Ngô Hùng, Thành Hảo, Hoàng Sơn, đây là Tuấn Hiệp. Vâng, như vậy là Trương Chỉ đã phải buộc phá bóng chịu quả phạt góc cho đội nhà. Và đây là quả phạt góc thứ hai cho xóm Ba. Chúng ta có thể thấy là trong những phút vừa qua thì xóm Ba họ lại đang giành lợi thế. Họ đang tạo nên những cơ hội và họ đang cầm bóng nhiều hơn. Đó là những bất ngờ. Đánh đầu! Nguyễn Kỳ đã đánh đầu phá bóng chịu quả phạt góc thứ ba cho xóm Ba. Tất cả những chiếc áo vàng xanh đã rút về để hỗ trợ cho thủ môn Mông rồi. Không vào. Rất tiếc. Vâng, như vậy là sóng gió đã tạm thời trôi qua. Tuy nhiên thì xóm Ba đang được hưởng một tình huống ném biên. Không được.
chúng ta đã xác định bóng đi hết đường biên ngang và quyết quyền phát bóng lên thuộc về thủ môn Ngô Hùng. Rõ ràng là trong những phút vừa qua đó là những tình huống thoát tim của các cầu thủ viên xóm đông, khi mà xóm ba họ đang tạo nên những cơ hội và tạo nên những sóng gió trước khung thành của thủ môn Ngô Hùng. Cường Tía, Ngô Toàn, Ngô Toàn. Bởi như vậy là thủ môn Minh Chiến đã băng ra rất xa để phá bóng trong tình huống vừa rồi. Rất nhiều những phần thưởng, rất nhiều những món quà có giá trị để động viên cho đội mình chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Đặc biệt là chúng ta thể thấy là rất nhiều những món quà đến từ các cổ động viên yêu mến xóm đông. Mộ Trình, Cường Tía. Lỗi rồi. Vâng, như vậy là Cường Tía đã bị phạm lỗi và anh đang có một nụ cười tủm tỉm, có thể nói là rất duyên dáng. Chúng ta thể thấy là những pha tinh quái của lão tướng Cường Tía đã cho thấy anh đang có lợi thế cũng như là làm cho lợi thế của xóm của mình như thế nào. Và đứng trước bóng lúc này là đội trưởng Thành Công. Đó là một điều thú vị khi lúc này chúng ta đang chưa thể đoán biết được rằng Thành Công đang nghĩ gì khi mà anh đang thực hiện một tình huống đá phạt. Và trước mặt của Thành Công là thủ môn Minh Chiến, đó là đội bóng cũ của anh. Đó là những điều thú vị mà chúng tôi sẽ không thể nói ra với những mỹ từ tiếp theo, và chúng ta cùng chờ đợi mà thôi. Thành Công. Có lẽ là rất tiếc cho Thành Công trong pha đá phạt vừa rồi. Và đặt giả sử nếu như lưới của thủ môn Minh Chiến sẽ rung trong tình huống vừa rồi thì không biết là đội trưởng Thành Công có ăn mừng hay không. Ngô Trình. Vinh Nghệ An. Phạm Pita. Không kịp. Chúng ta thể thấy là luôn luôn có tới 3 cầu thủ ép Phạm Pita mỗi khi anh có bóng. Quang Hồ. Cường Tía. Như vậy là một pha ném biên phạm quy. Chúng ta có thể thấy là tính chất của trận bán kết này sẽ như thế nào. Sẽ rất cẩn thận, sẽ rất chặt chẽ. Cao thủ họ thi đấu rất kỷ luật và nghiêm túc. Phúc Khánh. Chúng ta thể nhận thấy là thủ môn Minh Chiến luôn luôn thi đấu với một đôi tay trần. Và tuy nhiên trong giải bóng đá sắp tới của Đỗ Xá thì điều đó sẽ không hợp lệ. Quy định sẽ phải có găng tay để bảo vệ cho đôi tay không bị chấn thương cũng như là những hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Quần áo sẽ phải đồng phục và sẽ phải có găng tay bảo hộ, và đặc biệt là giày sẽ không được sử dụng giày đinh dài và cứng. Lợi thế cho xóm đông. Không được. Ừ.
đúng là một trận bán kết, một thế trận rất chặt chẽ. Dường như chúng ta có thể thấy là cả ba tuyến một kèm một. Họ vẫn chưa thực sự có những tình huống mạo hiểm và chơi một lối đá quét sinh để tạo nên những thế trận cống hiến cũng như là một thế trận cởi mở. Dường như cầu thủ đang rất sợ khi mắc sai lầm, bởi vì đây là một trận đấu loại trực tiếp, không có cơ hội để sửa sai, không có cơ hội để chờ những trận đấu tiếp theo. Nếu như họ muốn có mặt trong trận bán, có mặt trong trận chung kết trong mùa giải năm nay. Minh Chiến, không được. Lại thêm một cú sút nữa của đội trưởng Thành Công. Bóng đá đập trúng hậu vệ của xóm bà và làm bóng đi đổi hướng. Vâng, như vậy trọng tài đã xác định có lỗi thuộc về tiền đạo Sống Đông với lão tướng Kỳ Quý. Bắt đầu anh Tú, anh Tú à? Đúng là một trận đấu đầy thú vị. Một trận đấu mà thú vị đến từng những cá nhân cũng như là tập thể của cả hai xóm. Anh Tú ơi, Tú ơi. Đặc biệt là chính các cầu thủ thi đấu ở trên sân cũng dành và tự thưởng cho mình những bàn thắng. Trong trận đấu ngày hôm nay thì ví dụ như ở xóm Đông, chúng ta để thấy là lão tướng Ngô Toản cũng như là Nguyễn Kỳ tự thưởng cho mình mỗi bàn thắng 500.000 đồng, cũng như là 500.000 đồng với cho mỗi bàn thắng của doanh nghiệp đồ gỗ đồ thờ Đạt Thu, và 5 triệu đồng cho một chiến thắng của anh Trường Chỉ, cũng như là 5 triệu đồng cho doanh nghiệp của anh Trường đồ gỗ Nhiệt Đới. Đó là những phần thưởng rất lớn lao và là một động lực rất lớn cho các cầu thủ sẽ thi đấu tốt trong trận bán kết ngày hôm nay. Vâng, như vậy là gần 30 phút của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0-0. Không có lỗi trong tình huống vừa rồi đối với tiền đạo Pháp Pita, mặc dù anh đã ngã ở trên sân. Hai phần ba thời gian thi đấu của hiệp một rất nguy hiểm. Vâng, như vậy là rất may là lão tướng Trường Chỉ cũng đã đọc được ý đồ của Pháp Pita trong tình huống vừa rồi, một tình huống ngăn chặn rất kịp thời của lão tướng Trường Chỉ. Ngô Toản, không được.
đây là Đoàn Anh. Mất bóng rồi. Vâng, tuy nhiên rất tiếc đó là tình huống tạt bóng của Xuân Quang. Hoàng Sơn, Ngô Trình, Ngô Toán, không được. Xuân Quang. Ngô Trình. Liên tiếp là những tình huống phá bóng chuẩn của các lão tướng. Có lẽ là một trận đấu đang trở nên quá cẩn thận mà nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ. Đó là một tình huống đá trượt tiếp theo của Nguyễn Kỳ. Đây là lão tướng Thanh Ngao. Không được. Cường Tía. Ngô Toán. Sẽ là rất nhiều những khó khăn khi thực hiện những cú sút, bởi vì chúng ta có thể thấy là các hậu vệ của đối phương luôn luôn áp rất chặt với các tiền đạo khi mà họ di chuyển. Vẫn là một thế trận rất chặt chẽ ở khu vực vòng tròn trung tâm. Và như vậy là trọng tài đã xác định có lỗi của lão tướng Ngô Toản với thủ môn Minh Chiến. Vâng, và có lẽ với pha va chạm vừa rồi thì Minh Chiến đang tỏ ra khá đau. Như vậy là có lẽ là một chấn thương cũng không đáng ngại. À, chính vì vậy mà y tế vẫn chưa được đưa vào sân. Và như vậy là Minh Chiến cũng đã kịp thời đứng lên để tiếp tục thi đấu cho đội nhà. Và chúng ta cùng trở lại với những phút còn lại của hiệp 1 trong trận bán kết 1 ngày hôm nay. Với tỷ số vẫn đang là 0-0. Và như vậy là trận đấu được tiếp tục. Thành Hào tiếp tục. Như vậy là trọng tài cho phép lợi thế của xóm bản. Trương Chí. Và như vậy là trọng tài đã xác định có lỗi của Trương Chí với tiền đạo Pháp Pita. Và một tình huống đá phạt cho xóm bản. Và rất có thể sẽ là đội trưởng Văn Bách sẽ là người thực hiện tình huống sút phạt này.
có lẽ là một thử thách, một khó khăn với thủ môn Ngô Hùng khi mà anh đang gặp bất lợi về ánh nắng mặt trời. Đó là một cú chuyền bóng cho Tuấn Lít. Có lẽ là đường chuyền hơi nhanh mà Tuấn Hiếp đã chưa thể kịp chuẩn bị trong một đà chạy, một pha băng vào vừa rồi. Và như vậy là hơn 30 phút đã trôi qua rồi. Phúc Khánh không được. Một thế trận vẫn đang diễn ra rất chậm rãi và giằng co ở khu vực giữa sân mà thôi. Chúng ta vẫn chưa thực sự được xem có những đường nét, những pha bóng thực sự nguy hiểm của các cầu thủ tạo nên trước khung thành. Rất nhanh. Vâng, có lẽ là một cú sút hơi vội của số 28 bên phía xóm ba. Rất tiếc cho Minh Long trong tình huống vừa rồi. Anh chưa thực sự có một tư thế tốt và thoải mái để thực hiện cú sút bằng chân phải. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là khá khen cho một pha băng xuống rất nhanh của tiền đạo trẻ Minh Long. Và như vậy là không chỉ dành phần thưởng mỗi bàn thắng trị giá 500.000 đồng mà lão tướng doanh nghiệp Đặng Thu tiếp tục dành phần thưởng 2 triệu đồng cho chiến thắng của xóm Đông nếu như giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Liên tục là những phần thưởng rất có giá trị mà các cổ động viên cũng như là các nhà tài trợ, những doanh nghiệp đang dành những tình cảm riêng đối với đội bóng mà mình yêu thích. Vô Toàn, Tuấn Hiếp không được. Hoàng Sơn lại là một đường chuyền dài, tuy nhiên không thể qua được số 88 Khang Muộn. Đoàn Anh. Chúng ta thể thấy là xóm 3 đang tạo nên một thế trận khá bất ngờ trước các nhà đương kim vô địch xóm Đông. Tính về độ tuổi thì chúng ta có thể thấy là các lão tướng của xóm Đông đang có độ tuổi cao hơn so với trung bình tuổi của xóm 3 trong trận bán kết ngày hôm nay. Và rõ ràng chúng ta đang nhận thấy về vấn đề thể lực. Chúng ta đang nhận thấy ban huấn luyện của hai xóm đang truyền lửa cho các cầu thủ ở trên sân rằng hãy cầm bóng và thật tự tin. Tuy nhiên chúng ta để thấy là ngồi ở ngoài sân, quan sát ở trong sân thì chúng ta cảm thấy đơn giản như vậy thôi. Khi vào trong sân đó là một tâm lý cực kỳ áp lực khi mà có quá đông quý vị khán giả đang ngồi theo dõi ở trên khán đài cũng như là trực tiếp qua màn hình. Thì đó là một tâm lý, một áp lực mà các cầu thủ ai đã từng thi đấu chúng ta sẽ hiểu được điều này. Thank you.
Một tòa át. Qua được không? Và như vậy là lão tướng Thanh Hạo đã có mặt rất kịp thời. Rất lộn xộn. Và như vậy là trọng tài Đào Thu Thảo đã căng cờ việt vị đối với tiền đạo Xóm Đồng. Bởi như vậy là khoảng thời gian này đó là một khoảng thời gian có lẽ là khá rảnh rỗi đối với chúng ta, và đặc biệt là những người thợ lành nghề. Và như vậy là chúng ta thể thấy là trong một khoảng thời gian chúng ta luôn luôn dành cho những trận đấu trong mùa giải chúng ta đang được diễn ra với những thành công. Rất tốt. Bởi như vậy là những phút cuối cùng của hiệp 1. Và có lẽ là thời gian bù giờ của hiệp 1 cũng không nhiều. Ngô Toàn, Thanh Hào, Hoàng Sơn. Không được. Có lẽ một tình huống không hiểu ý của Cường Tía với Ngô Trình. Nguyễn Kỳ. Thành công. Đó là một pha mở cánh cho Ngô Toàn. Rồi. Công vào. Đó là một tình huống chúng ta thể thấy là một tình huống phá bóng rất cố gắng của lão tướng Thành Hào. Tuy nhiên thì bóng đi quá nguy hiểm. Tình huống phạt góc cho Xóm Đông. Và người thực hiện là Nguyễn Quang. Thành công. Không được. Đây là pháp Pita. Hơi mạnh. Khang Huận. Vẫn chưa có tiếng còi. Cố lên. Không được. Vâng, và có lẽ là hiệp 1 của chúng ta sẽ được bù giờ chỉ có 1 phút mà thôi. Này, em một cái bù giờ à? Và như vậy là có 1 phút bù giờ trong hiệp 1. Một thế trận mà hai đội đang tạo ra vẫn rất chặt chẽ. Sẽ rất khó để cho đối thủ tìm ra được những khe hở, cũng như là sai lầm của đối phương để tạo nên những cơ hội và ghi bàn thắng. Vâng, và như vậy là theo như thông tin của Hiệp hội Doanh nghiệp Làng nghề Vạn Điểm của chúng ta thì khoảng thời gian này là khoảng thời gian khá rảnh rỗi với những người thợ. Và như vậy là công ty Chi Lâm và đại diện là anh Mì Hải đang cần tuyển khoảng 200 công nhân đục chạm gỗ chuyển sang đục đá có địa chỉ tại phố Đồng Xoài.
gần trạm biến áp cũng như là nước sạch, đang cần tuyển 200 công nhân để sẽ vào làm ở công ty chế tác đục đá và sẽ được hưởng những chế độ có thể nói là rất là tuyệt vời trong khoảng thời gian rảnh rỗi. Nếu như tất cả những người thợ của chúng ta đang có những khoảng thời gian muốn tìm việc và cần thêm thì hãy liên hệ với anh Mì Hải để vào tìm được những công việc ổn định và có một môi trường làm việc tốt hơn trong khoảng thời gian, đặc biệt là trong khoảng thời gian mùa hè này. Vâng, như vậy là sóng gió đã tạm thời trôi qua và như vậy là tiếng còi tạm kết thúc hiệp 1 của trọng tài Trần Minh Vương đã vang lên. Và xin mời quý vị chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi theo dõi hiệp 2. Thank you.
Có một sự thay đổi người và lão tướng Cường Tía sẽ được đưa ra nghỉ và thay vào đó là Ngô Đại. Xin mời Ngô Đại sẽ ra khu vực giữa sân, chỗ trọng tài giám sát, để trọng tài sẽ đưa vào sân. Và chắc chắn rồi sẽ là một sự điều chỉnh ở trong hiệp 2. Chúng ta sẽ có 40 phút để nói lên và cùng tìm kiếm một tấm vé bước vào chơi trong trận chung kết của mùa giải năm nay. Và như vậy là trong hiệp 2 thì các cầu thủ áo da cam sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải của chúng ta. Và người bảo vệ cầu môn bên phía tay trái đó chính là các cầu thủ đương kim vô địch xóm Đông Minh trong trang phục áo vàng xanh quần xanh. Và theo như nhận định thì chắc chắn một hiệp 2 sẽ được diễn ra với một thế trận bùng nổ hơn, khi mà một thế trận có lẽ là rất chậm và chặt chẽ ở trong hiệp 1, thì một hiệp 2 sẽ là một hiệp đấu quyết định. Một quyết định cho những bàn thắng được ghi để mang về một tấm vé chơi trong trận chung kết. Và chúng ta hãy chờ đợi và cùng xem diễn biến ở trong hiệp 2 này với thế trận như thế nào đối với cả hai bên tạo nên. Và như vậy hiệp 2 được bắt đầu, đó là cú sút của Phúc Khánh. Đã có sự điều chỉnh, đã có sự thay thế và chắc chắn rằng sẽ có những đấu pháp sẽ được diễn ra ở trong hiệp 2 này. Xin nhắc các cháu thiếu nhi ở bên phía cầu môn của thủ môn Ngô Hùng bên phía xóm Đông. Xin mời các cháu có thể ngồi lùi ra ngoài sân một chút. Và như vậy là trọng tài đã xác định có một tình huống đá phạt cho xóm 3. Đó là cú đá phạt của đội trưởng Văn Bách. Vâng, chắc chắn rồi, mùa hè là một mùa du lịch. Và chắc chắn rằng tất cả những người dân của chúng ta đang tìm cách tránh nắng cũng như là đi du lịch. Chính vì vậy mà công việc của chúng ta trong khoảng thời gian này có lẽ là nhà nắng không vào. Rất đáng tiếc. Nếu như tiền đạo của xóm Đông mà tinh tế hơn một chút nữa thì có thể là bấm bóng qua đầu thủ môn Minh Chiến rồi.
quá đáng tiếc cho cơ hội đầu tiên mà xóm Đông Bình tạo ra. Một bàn thắng sẽ thu về rất nhiều tiền trong trận đấu ngày hôm nay dành cho xóm Đông, với những phần thưởng có thể nói là khá lớn đến từ các nhà tài trợ. Nhà tài trợ Anh Trường công ty đồ gỗ nhiệt đới, nhà tài trợ doanh nghiệp Đạt Thu đồ gỗ đồ thờ và đồ gỗ Trường Yến. Đó là cú sút của Văn Bách. Đây là Ngô Toản. Đáng chỉnh rất nhanh. Đó là cú phá bóng mang thương hiệu của lão tướng Kỳ Quý. Rất tốt. Vậy như vậy là trọng tài đã xác định thủ môn Minh Chiến bị phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Đúng như dự đoán thì chúng ta có thể thấy là sẽ có một hiệp hai bùng nổ. Khi mà tiếng còi được cất lên thì chúng ta có thể thấy là thế trận đã được đẩy lên cao. Và cả hai đội đang tạo nên những bất ngờ, đang tạo nên những cú sút, đang tạo nên những cơ hội. Và thật đáng tiếc cho tiền đạo của xóm Đông Bình, đó là số 27 bên phía Đông Bình có một cơ hội đối mặt với thủ môn Minh Chiến. Rất tiếc là anh đã không thể xử lý được tình huống, mà có lẽ là sẽ trở thành một bàn thắng. Rồi, không được. Và như vậy là trọng tài đã xác định có lỗi của cầu thủ xóm 3. Người đang bị đau đó là Nguyễn Kỳ. Và người cũng đang bị đau nằm trên sân của xóm 3. Thời tiết trên sân lúc này đang ủng hộ cho hai đội. Và các cầu thủ ở dưới sân đang tạo hiệu ứng cho cổ động viên rằng hãy cổ động viên nhiệt tình hơn. Có lẽ đây là một góc sút khá quen thuộc của đội trưởng Thành Công. Thành Công không được. Chúng ta thấy đấy là luôn là những cú sút rất uy lực và tốc độ bóng đi khá nhanh, xuất phát từ đôi chân của đội trưởng Thành Công. Tuy nhiên rất tiếc là tình huống xuất phát vừa rồi bóng đã đi vào xà ngang. Người ném biên đó là Vinh Nghệ An. Đây là Ngô Toản. Thành Hào. Thành Công. Không được. Xuất đi. Wow. Đúng là hoa đô của môn Minh Chiến. Chúng ta thấy đấy là một pha bay người đẩy bóng như David De Gea. Một pha bay người đẩy bóng quá đẹp mắt của thủ môn Minh Chiến. Một pha đẩy bóng rất xuất sắc mang thương hiệu của Minh Chiến.
Các nhà đương kim vô địch họ đang tạo nên những cơ hội và những cú sút. Tiếng còi đã cất lên, trọng tài xác định tiền đạo của xóm Đông đã phạm lỗi và hậu vệ bên phía xóm 3. Người bị phạm lỗi đó là đội trưởng Văn Bách. Vâng, đúng là một hiệp 2 cởi mở hơn khi mà hai đội đang dần quyết tâm cũng như là chơi một thế trận cởi mở và cống hiến. Chúng ta thấy đấy là một tình huống mà Nguyễn Kỳ rất thật thà, thật như đếm. Có lẽ là trọng tài Trần Minh Vương có thể bỏ qua cho tình huống đó, tuy nhiên thì Nguyễn Kỳ đã rất thật thà và thú nhận với lỗi để bóng chạm tay. Tuy nhiên trước đó thì bóng đã đập ở bộ phận cơ thể, sau đó mới chạm lên tay thì sẽ không bắt lỗi chạm tay. Đó là tình huống hợp lệ. Và tuy nhiên là trọng tài Trần Minh Vương rất đúng tình huống vừa rồi, đã không bắt tình huống chạm tay của Nguyễn Kỳ. Tuy nhiên chúng ta thể thấy là Nguyễn Kỳ đã rất thật thà. Trong bóng đá dường như đó là một tình huống duy nhất mà đã từ lâu lắm rồi chúng ta không có được. Chúng ta thể thấy là thời tiết trên sân lúc này đang ủng hộ cho tất cả chúng ta. Và bây giờ chỉ thiếu những bàn thắng mà thôi. Vâng, và tiện đây cũng thay lời cho công ty chế tác. Cao lên và tốc độ của trận đấu đang diễn ra khá cao. Minh Long, Phạm Pita, đây là Hoàng Sơn. Vâng, rất tiếc là tiếng còi đã cất lên và đó là tình huống biệt vị của xóm 3. Anh đã đi qua 4 chiếc áo vàng trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha solo đúng phong cách của Messi. Chúng ta đang thấy Đoàn Anh đang nhảy múa trên sân, đang có những pha solo rất khéo léo. Hoàng Sơn, Văn Bách, Tuấn Hiệp, không hề có lỗi, không được, vẫn còn. Một tình huống ném biên cho xóm Đông.
Ngô Toàn, Xuân Quang, và như vậy là trọng tài đã xác định có lỗi trong tình huống vừa rồi. Lúc này thì gió có vẻ to hơn và nó sẽ làm cho thế trận của chúng ta sẽ được đẩy lên cao. Đây là Phúc Khánh. Vâng, có lẽ là một tình huống khá may mắn khi mà xóm ba được lợi gió trong tình huống vừa rồi. Có thấy không? Có thấy không? Chúng ta có thể thấy là đúng khi mà Phúc Khánh giơ chân sút thì có một cơn gió khá to và làm cho trái bóng đi nhanh hơn, cao hơn. Theo như chúng tôi, đó là một tình huống khá may mắn mà Phúc Khánh đã có được. Và chúng ta có thể thấy là một pha ghi bàn có sự may mắn có được. Nếu mà tao đang xem cái đây nó to mà. Đâu mẹ giật cả mình. Rất bất ngờ, xóm ba đã có bàn thắng mở tỷ số từ một pha đá phạt của số 7 Phúc Khánh. Ngô Chiến vào biển quảng cáo rồi. Vâng, rõ ràng là chắc chắn thế trận của chúng ta và một trận đấu sẽ kịch tính hơn khi có bàn thắng xuất hiện. Mày quá, mày đánh tao cũng luôn. Vâng, như vậy là từ khi có bàn thắng xuất hiện thì ban huấn luyện của xóm 3 sẽ có sự điều chỉnh. Và xóm 3 xin thay người. Một sự điều chỉnh. Họ sẽ gia cố cho hàng hậu vệ để chơi tốt hơn, chắc chắn hơn khi mà họ có một bàn thắng. Một bàn thắng có thể nói là rất bất ngờ và đầy may mắn của Phúc Khánh. Định rằng trong hiệp 2 này sẽ là một thế trận bùng nổ và là một thế trận cởi mở hơn mà cả hai đội đang tạo nên. Đặc biệt là có bàn thắng xuất hiện thì chắc chắn trận đấu sẽ kịch tính hơn rất nhiều. Một bàn thắng đã xuất hiện cho các cầu thủ xóm 3. Và như vậy là một pha đá phạt về, một pha đá để trừ quả phạt góc cho đội nhà của Nguyễn Quang. Đang có những bất ngờ trong trận bán kết của buổi chiều ngày hôm nay. Và những phút còn lại của hiệp 2 sẽ là một thế trận cũng như là những khoảng thời gian mà có rất nhiều điều để nói, đặc biệt là các nhà đương kim vô địch xóm Đồng. Ngô Trình, Nguyễn Quang, rõ ràng là ở vòng loại thì xóm 3 họ đã tạo nên rất nhiều bất ngờ với một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục
Và trận đấu cuối cùng họ đã nách qua khe cửa hẹp trước cầu thủ xóm trại để có một tấm vé vào chơi trong trận bán kết này. Và trận bán kết ngày hôm nay họ lại một lần nữa tạo nên một bất ngờ với một bàn thắng được ghi do pha lập công, một pha đá phạt của số 7 Phúc Khánh. Lỗi rồi. Vâng, rõ ràng là từ khi để thủng lưới một bàn thì tất cả ba tuyến của xóm Đông họ sẽ chủ động đẩy cao đội hình. Không được. Đó là tình huống chạm bóng cuối cùng của Pháp Pita. Anh đang rất nỗ lực để tiếp tục tìm bàn thắng cho riêng mình và để giành giải vua phá lưới trong mùa giải năm nay. Thành công. Goal! Rất tiếc cho tình huống của lão tướng Ngô Toàn. Chúng ta có thể thấy là một dàn cổ động viên nữ xinh đẹp đang cổ vũ cho thủ môn Minh Chiến. Đúng là màu cờ sắc xóm đã cho thấy một sức nóng và một sự cuồng nhiệt ở trên khán đài trong trận bán kết ngày hôm nay. Vẫn đang thiếu một điều gì đó ở cả ba tuyến của xóm Đông trong trận bán kết ngày hôm nay. Nguyễn Kỳ. Không được. Chúng ta có thể thấy là những kinh nghiệm của thủ môn Minh Chiến để làm cho thời gian trôi nhanh hơn. Ngô Toàn. Vẫn là Ngô Toàn. Không được. Còn như vậy là thời gian ngày càng trôi đi và không còn cách nào khác, cao thủ xóm Đông họ sẽ phải đẩy đội hình lên cao. Trong bóng đá thì chúng ta vẫn chưa thể nói trước được điều gì và thời gian trong hiệp 2 vẫn còn rất dài. Trương Chí. Ngô Toàn. Hoàng Sơn. Thành Hào. Lỗi rồi. Như vậy là Đoan Anh đã phạm lỗi với lão tướng Ngô Trình. Thời gian vẫn còn rất nhiều và chúng ta chỉ cần chắc chiu một cơ hội thôi, nó cũng sẽ trở thành một bàn thắng rất có giá trị. Nguyễn Quang, không được. Tuy nhiên thì Nguyễn Quang đã rơi vào thế việt vị trong tình huống vừa rồi. Một bàn thắng xuất hiện ở xóm 3, đó là một điều bất ngờ trong trận bán kết ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem bản lĩnh của đương kim vô địch xóm Đông
sẽ chơi như thế nào trong khoảng thời gian còn lại khi mà họ đang bị dẫn trước một bàn. Và khoảng thời gian này họ sẽ cần phải bản lĩnh và bình tĩnh hơn. Vẫn là những ánh mắt chờ đợi, chờ đợi những bàn thắng của các cổ động viên đang trên khán đài, làm cho khán đài chúng ta đang có một sự im lặng. Lỗi rồi. Vâng, như vậy là lão tướng Kỳ Quý đã phạm lỗi với đội trưởng Thành Công. Vâng, như vậy là một chiếc thẻ vàng được rút ra. Một tình huống đá phạt với một cự ly và một góc rút rất rộng, và chắc chắn sẽ là đội trưởng Thành Công sẽ là người thực hiện. Và đây là tình huống thứ tư mà đội trưởng Thành Công sẽ thực hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Và các cổ động viên đang cổ vũ cho thủ môn Minh Chiến. Và đứng trước bóng lúc này đó chính là đội trưởng Thành Công, rất hồi hộp. Chúng ta thể thấy là khung thành quá rộng lớn. Thành Công không được. Cú đá không chính xác của đội trưởng Thành Công. Bóng đá đi vọt sang ngang. Bàn thắng duy nhất cho tới lúc này vẫn do công của trung vệ số 7 Phúc Khánh. Bàn thắng được ghi ở một tình huống đá phạt, có thể nói là ở gần với vạch giữa sân. Vâng, như vậy là trọng tài Đào Thu Thảo đã xác định bóng đi hết đường biên ngang và quyền phát bóng lên thuộc về thủ môn Ngô Hùng. Phút thứ 25 của hiệp 2. Và như vậy là thời gian đá chính thức còn khoảng 15 phút nữa mà thôi. Và chắc chắn rồi, tất cả những chiếc áo màu da cam sẽ lùi về để hỗ trợ cho thủ môn Minh Chiến. Không được. Phúc Khánh đã đánh đầu ra. Vinh Nghệ An. Ôi. Sao? Chúng ta có thể thấy là rõ ràng trong mùa giải năm nay thì xóm Bà họ đang tạo nên bất ngờ. Sao đây, sao đây? Thời gian ngày càng trôi đi và chúng tôi đang nhận thấy sự lo lắng đang hiện trên khuôn mặt của các cầu thủ. Trọng tài đã xác định có lỗi thuộc về Sóc Đông và như vậy là tiền đạo số 10 Pháp Pita đã phải nhận một chiếc thẻ vàng với lỗi phản ứng vừa rồi. Hồ Toán. Rồi. Không vào, không xa, không đi rồi. Vâng, như vậy là trọng tài đã xác định có một tình huống bên
như vậy là trong tình huống vừa rồi thì trọng tài Trần Minh Vương đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Như vậy là trọng tài Trần Minh Vương đã xác định thủ môn Minh Chiến phạm lỗi với đội trưởng thành công trong tình huống vừa rồi. Và như vậy là một chiếc thẻ vàng được rút ra cho đội trưởng Văn Bách. Không đứng vào là rút thẻ vàng hết rồi, xóm đông. Và có lẽ sẽ có những hạt mưa xuất hiện trên sân vận động của chúng ta. Rất bất ngờ. Và người thực hiện tình huống đá phạt đền này là đội trưởng thành công. Chúng ta hãy chờ xem. Vâng, như vậy là một điều bất ngờ hơn của ngoài được biết thì Cường Tía cũng phải nhận một chiếc thẻ vàng. Và chúng ta cùng trở lại với tình huống đá phạt đền này. Lần này mới là lần đối đầu thực sự của Thành Công với thủ môn Minh Chiến. Và như vậy là Nguyễn Kỳ đang cầu nguyện. Một bàn thắng trị giá 500.000 đồng. Vâng, như vậy là trong tình huống đối mặt với thủ môn Minh Chiến thì đội trưởng Thành Công đã lập công. Và như vậy là một bàn thắng đã san hòa tỷ số 1-1 cho xóm đồng. Và như vậy là lúc này thì ban huấn luyện cũng như là các cổ động viên của xóm đồng đã phải được thở phào nhẹ nhõm rồi. Bảo lấy tao cái ghế nào, ghế này cấy rồi. Thời gian của hiệp 2 chỉ còn 10 phút. Vâng, có lẽ là đồng đội của anh đã có bàn thắng san hòa thì tâm lý của thủ môn Ngô Hùng sẽ chơi tốt hơn. Lỗi rồi. Và như vậy là tiền đạo của xóm đông đã phạm lỗi với thủ môn Minh Chiến và anh đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài Minh Vương. Chúng ta thể thấy là trong những phút vừa qua thì thủ môn Minh Chiến đã phải làm việc rất vất vả. Yêu cầu ban huấn luyện hai đội sẽ ngồi đúng phần sân của mình. Và như vậy là hiệp 2 của chúng ta chỉ còn lại khoảng 9 phút nữa mà thôi. Và nếu trận đấu ngày hôm nay có kết quả hòa thì chúng ta sẽ phải phân định thắng thua trên luân lưu cân đáo để tìm ra chiếc vé bước vào trận chung kết. Và xin mời quý vị chúng ta cùng trở lại với khoảng thời gian còn lại ở hiệp 2 này. Trận bán kết 1 giữa xóm đông và xóm bảng. Tỷ số lúc này đang là 1-1. Đúng là trong hiệp 2 này chúng ta thể thấy là một thế trận bùng nổ, một thế trận cởi mở mà hai đội đang tạo ra với hai bàn thắng được ghi. Khá muộn. Văn Bách. Trường Chỉ. Vẫn là Trường Chỉ. Tuấn Hiệp. Hoàng Sơn. Rất tốt. Đây là Khang Nguyệt. Lối biệt vị của Ngô Toàn. Mưa to con rồi em khỏe.
sẽ còn rất nhiều thời gian để hai đội sẽ tìm kiếm những bàn thắng cho riêng mình để kiếm một vé vào chơi trong trận chung kết của mùa giải năm nay. Và chúng ta hãy chờ đợi. Nguyễn Quang. Không hề có lỗi. Ngô Toán. Vẫn là Ngô Toán. Không được. Chúng ta thì thấy là một đường truyền xoay bản lề của lão tướng Ngô Toán cho đồng đội. Tuy nhiên rất tiếc là đồng đội đã không hiểu ý trong tình huống vừa rồi để băng xuống đón đường truyền của lão tướng Ngô Toán. Khá muộn. Nguyễn Quang. Còn như vậy là trọng tài đã xác định bóng chạm tay của Khang Muộn. Chúng ta thể thấy là rất may là tình huống để bóng chạm tay vừa rồi ở ngoài vòng cấm địa. Trong những phút vừa qua thì có lẽ là tâm lý của thủ môn Ngô Hùng sẽ chơi tốt hơn khi mà có bàn thắng, khi mà thành công có bàn thắng san hòa cho đội nhà. Rồi, rất tốt. Và như vậy là tuy nhiên thì tiếng còi đã cất lên. Rõ ràng là tâm lý của thủ môn Ngô Hùng trong những phút vừa qua tốt hơn rất nhiều khi mà có bàn thắng được san hòa bởi đồng đội đội trưởng Thành Công. Cho tới lúc này thì có lẽ là mùa giải của chúng ta đang và đã thành công được khoảng 85% rồi. Thành công về thời tiết, thành công về công tác tổ chức, thành công về rất nhiều điều. Và đặc biệt là chúng ta để thấy là chúng ta sẽ còn hai trận đấu nữa thôi. Và tất cả những trận đấu đã qua ở vòng loại và trận bán kết một này, dường như chúng ta chưa gặp phải một trận mưa nào trong khi thi đấu. Vita! Lỗi rồi! Vâng, như vậy là một pha phạm lỗi lại ở ngoài vòng cấm địa của Khang Muộn. Như vậy là một chiếc thẻ vàng dành cho số 88 Khang Muộn. Chúng ta có thể thấy là ở tình huống trước thì Khang Muộn đã để bóng chạm tay ở ngoài vòng cấm địa. Và tình huống vừa rồi thì Khang Muộn đã phạm lỗi cũng ở ngoài vòng cấm địa. Xin phép trọng tài số 3 có sự thay đổi người. Và như vậy là cầu thủ vừa vào sân được khoảng 5 phút. Vâng, và như vậy đứng trước tình huống đá phạt này vẫn chính là Phúc Khánh. Và có lẽ số 3 họ đang tin tưởng vào kịch bản của Phúc Khánh. Không vào! Một cú đá phạt quá tốt. Tuy nhiên thì bóng đá đi vào sàn lăng. Thời gian đang trôi dần về những phút cuối của hiệp 2 và tỷ số vẫn đang là 1-0.
Đây là Ngô Toàn. Không được. Rất có thể là hai đội sẽ phải thi đấu trên chấm luân lưu khi mà thời gian không còn nhiều. Bởi như vậy là trọng tài đã xác định có lỗi thuộc về xóm Đông trong tình huống vừa rồi. Chúng ta thấy là mỗi khi có những tình huống phạm lỗi trong vòng cấm địa mà tiếng còi cất lên thì làm cho chúng ta sẽ hồi hộp như thế nào. Rất có thể hai đội sẽ phải phân thua thắng bại trên chấm luân lưu, bởi vì thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 cũng không còn nhiều. Chúng tôi xin nhắc, nếu như hai đội bước vào loạt luân lưu thì tất cả quý vị khán giả chúng ta đang ngồi ở đâu thì chúng ta hãy ngồi ở đó, không một ai chúng ta tràn vào sân. Ngủ đây. Coi. Vâng, như vậy là sẽ có một quả phạt góc cho xóm Đông. Chúng ta có thể thấy là trong hiệp 1 hai đội thi đấu chậm rãi bao nhiêu, thế trận răng co bao nhiêu thì trong hiệp 2 họ lại thi đấu bùng nổ mấy nhiêu. Đây là Nguyên Quang. Đánh đâu? Lỗi rồi. Vâng, và có lẽ là thời gian bù giờ trong hiệp 2 cũng không có nhiều. Và hai đội sẽ phải thi đấu trên loạt luân lưu cân đáo. Vâng, và như vậy là chúng ta chỉ có 2 phút bù giờ trong hiệp 2 mà thôi. Ném biên cho xóm Đông. Khoảng thời gian bù giờ rất căng thẳng mỗi khi mà đội nào có bóng cũng như là có cơ hội. Nguyễn Kỳ. Không được. Ngô Toàn. Đây là Hoàng Sơn. Rõ ràng chúng ta có thể nhận thấy là từ khi xóm Đông có bàn san hòa thì thủ môn Ngô Hùng sẽ thi đấu với một tâm lý khá tốt. Vâng, như vậy là những giây cuối cùng của khoảng thời gian bù giờ 2 phút. Và có lẽ là hai đội sẽ phải thi đấu trên chấm luân lưu. Nguyễn Kỳ. Nguyễn Quang. Khang Nguồn. Rõ ràng là một trận đấu mang tính chất rất quyết định. Hai đội đang chơi với một thế trận có thể nói là rất chặt chẽ. Và một thế trận có thể nói là rất ngang nhau. Hết giờ. Vâng, như vậy là hai đội sẽ phải thi đấu trên chấm luân lưu.
và tuyệt đối quý vị khán giả, ban huấn luyện không được vào sân. Chúng ta nên nhớ trọng tài Trần Minh Vương không có gì ưa thích cho bằng rút thẻ vàng. Và xin mời ban huấn luyện của hai đội tuyển, chúng ta sẽ phải làm thủ tục để cho các cầu thủ sẽ thi đấu luôn. Bởi vì thời tiết lúc này của chúng ta cũng đang tối dần. Mai bảo nó xuất sắc cả tao. Chẳng xa, mấy chẳng. Xa, bắt tao đi giấy, lấy giết tao. Tầm 60 cây. 60 cây chắc mấy chục hôm nay. Tao vẫn chục rồi. Này, tao đang xem là ở bên kia mình nhìn tao có nhỏ không thì tao chỉ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với loạt luân lưu cân đáo. Vâng, và như vậy là Sóng Đông chắc chắn rằng đội trưởng cầu thủ thành công sẽ về để chơi ở vị trí thủ môn. Và như vậy là tổ trọng tài sẽ phải tung đồng xu để chọn khung thành. Xin mời tất cả ban huấn luyện và các cổ động viên chúng ta ngồi xuống lại thì chúng ta sẽ quan sát rất là rõ. Ngồi thì chúng ta cùng ngồi thì chúng ta sẽ quan sát trận đấu, quan sát những loạt đá luân lưu sẽ dễ dàng hơn. Vâng, chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với loạt luân lưu cân đáo giữa hai đội tuyển đương kim vô địch Xóm Đông và Xóm Ba. Vâng, trước tình huống luân lưu các cầu thủ đang tạo cho nhau những động lực, tạo cho nhau những tinh thần thoải mái để các cầu thủ thi đấu tốt hơn. Và như vậy là theo đúng thủ tục thì trọng tài sẽ phải tung đồng xu để hai đội trưởng sẽ cùng chọn sân. Bởi như vậy là hai đội đã chọn cung thành bên phía tay phải để thi đấu. Bởi như vậy là trọng tài Trần Minh Vương đang nhắc nhở các cầu thủ trước khi bước vào loạt luân lưu cân đáo. Đó là những gì đang diễn ra ở trên sân vận động xã Ba Điểm của chúng ta. Chúng ta đang nhận thấy hai sự quyết tâm của Xóm Đông cũng như là Xóm Ba. Chưa bao giờ thấy Xóm Ông Nội và Xóm Bà Ngoại lại đoàn kết đến như vậy. Và như vậy là Xóm Ba là những người đã lọt luân lưu đầu tiên. Vâng, xin lỗi quý vị, đó là Xóm Đông là những người thực hiện luật luân lưu đầu tiên. Và người chơi ở vị trí thủ môn đó là tiền đạo Pháp Pita. Hai cầu thủ sẽ trở về chơi ở vị trí thủ môn. Nói là rất hồi hộp. Số 97 Nguyễn Kỳ sẽ đối mặt với Pháp Pita.
Wow. Vâng, như vậy khác với tình huống luân lưu trong Cúp Tứ Hùng thì lần này Nguyễn Kỳ đã thực hiện thành công và thực sự là cẩn thận hơn. Và tiếp theo là số 7, Phúc Khánh, người đã mở tỷ số cho số 3 trận đấu ngày hôm nay. Và như vậy là Phúc Khánh đã đánh lừa được thủ môn thành công. Tỷ số đang là 1-0. Và người thực hiện luật luân lưu thứ hai cho xóm đông đó là số 88, Khang Muộn. Khang Muộn và Pháp Pita. Rất hồi hộp. Phải có một tâm lý thật tự tin. Rất tiếc vâng, như vậy là một pha thực hiện không thành công của Khang Muộn. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn rất nhiều những lượt đá. Và người thực hiện luật luân lưu thứ hai cho xóm 3 đó là Hoàng Sơn. Hoàng Sơn và thành công. Hoàng Sơn. Và như vậy là luật luân lưu đang tạm cân bằng. Đó mới là bóng đá. Chúng ta chưa thể biết được trước được điều gì. Và như vậy tỷ số lúc này đang là 2-1 của cả hai đội. Hai đội đang thực hiện là 1-0. Tỷ số vẫn đang cân bằng. Và đây là số 9, tiền đạo trẻ Anh Tiến. Anh Tiến và Pháp Pita. Anh Tiến vào. Như vậy là anh Tiến đã thực hiện một cú sút thẳng về phía của Pháp Pita đang chọn sẵn. Tuy nhiên thì cú đá quá mạnh. Như vậy là xóm đông đang tạm dẫn trước. Và đây là Đoàn Anh. Đoàn Anh sẽ đối mặt với thủ môn thành công. Đoàn Anh. Vâng, như vậy là xóm đông lại đang tạm vươn lên dẫn trước. Vâng, như vậy là đội trưởng thủ môn thành công đã có một pha cản phá rất xuất sắc. Và như vậy là xóm đông đang tạm vươn lên dẫn trước. Và đây là thủ môn Mô Hùng. Mô Hùng. Và như vậy nếu như tình huống đá cuối cùng này mà xóm 3 thực hiện không thành công thì xóm đông họ sẽ giành chiến thắng. Và người thực hiện đó là tiền đạo Pháp Pita. Pháp Pita. Vâng, như vậy là chưa thể có những tình huống ăn mừng của ban huấn luyện cũng như là của động viên xóm đông. Vâng, và đây là pha đá luân lưu cuối cùng của xóm đông. Đây là cú đá quyết định để giành tấm vé vào chơi trận chung kết của mùa giải năm nay. Đội trưởng thành công và Pháp Pita. Vâng, như vậy là thực hiện lại. Vâng, như vậy là trọng tài cho thực hiện lại.
như vậy là thủ môn đã di chuyển trước khi thành công đá bóng. Và như vậy là theo luật FIFA thì vừa rồi thủ môn Pháp Pita đã phạm quy, và như vậy là thành công sẽ được quyền thực hiện lại. Thành công! Và có lẽ chúng ta sẽ còn nói tới cú đá này rất nhiều của thành công. Lúc này thì tỷ số lại tạm cân bằng nhau. Nếu mình nghĩ sẽ cần bản lĩnh, sẽ cần tâm lý, sẽ cần bản lĩnh để thực hiện luật luân lưu này. Đây là Tuấn Íp. Tuấn Íp. Và như vậy là cơ hội lại được trao cho xóm Đông. Và như vậy là xóm Đông đã giành chiến thắng trong đoạn luân lưu này. Vâng, xin chúc mừng xóm Đông đã giành chiến thắng trong đoạn luân lưu. Và họ chính thức giành tấm vé để vào chơi trong trận chung kết của mùa giải năm nay. Ở loạt luân lưu này thì xóm Đông là người thực hiện đá trước. Và tình huống của Tuấn Hiệp đá bóng vào xà thì xóm Đông đã giành chiến thắng. Là những loạt luân lưu nghẹt thở trong trận đấu ngày hôm nay. Và đương kim vô địch xóm Đông vẫn là nhà đương kim vô địch. Họ chính thức có tấm vé để vào chơi trong trận chung kết của mùa giải năm nay. Và buổi chiều ngày mai sẽ là cuộc so tài giữa xóm Bến và xóm Chùa trong loạt trận bán kết.